Ủa, bà Dương, phòng cho thuê ở bên Úc nhìn ra làm sao? Nhân dịp hai bạn kế bên phòng tôi mới dọn đi, tôi sẽ cho mọi người coi thử nha. Ai có ý định đi du học thì có thể nghĩ qua. Với kinh nghiệm chuyển nhà 5 lần của tôi, hầu như tôi thấy chỗ nào cũng có sẵn giường và bàn học. Nhưng mà không có đèn học đâu nha, giường thì cũng không có gối luôn. Bạn nào du học lần đầu thì nhớ mang ra giường với gối. Phong cách bên này tôi thấy hình như mọi người thích tủ âm tường, còn gương thì cứ bự chà bá lửa vậy đó. Tủ thì cũng khá rộng rãi và thoải mái, một bên thì để treo đồ, còn bên kia thì làm mấy cái ngăn, với lại mấy cái ngăn tủ nhỏ nhỏ dưới đựng mấy cái đồ bí mật. Cửa sổ thì lúc nào cũng có cửa lưới để tránh côn trùng. Nhà tôi bonus thêm một cái cửa cách âm nữa, hai lớp kiến cho đỡ ồn ào. Được một cái là nhà tôi xài gạch, có nhà thì xài thảm. Nói chung thuê nhà mà cho nên cũng hên xui may rủi lắm. Nhà cũ, nhà mới, nhà thơm, nhà thúi gì đó. Tôi tham quan nhà cho thuê bên Úc phần 2. Hôm qua là chỗ ăn chỗ ngủ rồi thì hôm nay là chỗ... Hãy đếm ngược cùng tôi nào. 3, 2, 1. Hello, vô trong rồi. Thì đây là toilet sẻ chia. Phòng tôi với cái phòng trống bên kia sẽ chia sẻ chung cái toilet này. Nhìn sương sương thì nó cũng không khác gì toilet Việt Nam đâu không. Nhưng mà nó khác. Nó xài giấy. Nó không có xài dòi xịt. Còn các loại bồn khác thì nó cũng y chang vậy thôi. Nhà tôi có cái bồn tắm nhưng mà tôi toàn tắm đứng không à, chứ không có tắm bồn. Thuê nhà mà xài chung toilet vậy là phổ biến lắm. Nhưng mà tác phong cần nhanh nhẹn lên tí, lỡ đâu có ngựa ngoài chờ. Hôm nay tôi được đánh răng kéo vào liền thoải mái. Ngoài ra thì bên này cũng có một số nhà người ta làm nhà tắm với toilet khác nhau. Sẵn tôi cho mọi người coi ổ điện của Út. Mỗi lần nhìn nó tôi tưởng tượng ra cái mặt con ma buồn. Ủa, bà Dương, vậy có phòng nào có toilet riêng không bà? Có. Phòng của chị Indo có toilet riêng nè. Một mình chỉ xài một toilet, nhưng mà giá thuê phòng phải mắc hơn nha. Mọi người nhớ tiếp tục theo dõi series này nha. Ngày mai tôi dẫn đi coi phòng giải trí. Nhà cho thuê ở Út phần 3. Ủa, bà Dương, mình thuê phòng vậy rồi thì mình giặt đồ làm sao? À, thì đây, có cái bồn giặt tay nè, tự giặt xong rồi phơi lên. Nói chứ giỡn thôi, thời đại 4.0 rồi mà. Máy giặt ở phía bên này, tôi chưa có thấy nhà nào không có cái này. Thậm chí là sang hơn còn có máy sấy làm khô đồ, khỏi phải phơi. Nhưng nhà tôi không có sang cho nên nhà tôi phơi đồ ngoài cây kia kìa. Nếu mà bạn nghĩ đi thuê phòng chỉ được xài cái phòng thôi thì no no no. 90% là giống như bạn đang ở nhà mình, được xài luôn không gian chung. Bữa có bạn nào hỏi tôi là nhà có tivi không á? Có. Mà ủa tại sao nó tối thui vậy? Tại nhà tôi không có truyền hình cáp, trong nhà không có ai coi gì hết trơn. Tôi ở nhà share, tụi tôi được cái không có ở chung với chủ nhà nên cũng dễ chịu hơn. Nhà cho thuê ở Úc phần cuối. Ủa, bà Dương, nếu mà tôi có xe hơi thì tôi để đâu bà? Trời ơi chị nhỏ, đợi tôi chút ngang. Rồi bây giờ đi theo tôi nè. Ở bên này đi ô tô cũng giống như Việt Nam đi xe máy vậy đó. Nhưng mà body xe bốn bánh nó bự, không có dắt vô nhà như xe máy được. Bởi vậy phải xây riêng một cái gara để xe. Trời ơi ta nói, có được cái chỗ để xe là nó đỡ biết bao nhiêu. An toàn che mưa che nắng. Ai mua xe cũng biết kiếm chỗ để xe bên này nó căng não lắm. Thiệt ra bạn đậu trên đường cũng được, nhưng mà phải đối mặt với chim ỉa xe tông thời tiết nắng mưa thất thường. Thiệt ra xe cũng là tài sản, lỡ đâu một ngày thức dậy cái chiếc xe mới con này xuất hiện mấy cái vết chim ỉa, hay là bị móp một cái là bữa đó ăn hết ngon luôn. Bởi vậy mấy cái xe mới mới thì sẽ được ưu tiên để trong nhà, xe cũ cũ thì để trên đường cũng được, không có sao. Sẵn tôi cho mọi người coi cái này lạ lắm. Ở đây người ta sẽ vứt rác vô một cái thùng thiệt là bự, một tuần xe gom rác đi có một lần à. Bởi vậy nó đầy nhóc hôi rình thôi đi ra, lẹ quá mới đây mà hết rồi. Mọi người nhớ theo dõi, bữa sau tôi dẫn mọi người ra đường coi nhà.